Có chuyện gì vậy cô Trâm? Chị cầm cái này đưa cho người phụ nữ mới đi ra đó, chị thấy không? Dạ, có phải người ốm ốm, đội nón lá, mặc áo bà ba xanh phải không cô? Đúng rồi, chị đi lẹ đi. Nhưng tôi phải nói làm sao? Chị nói sao cũng được, nhưng mà đừng có nói là của em nha. Dạ. Chị có phải vừa từ tòa án ra không? Dạ phải. Nhà chị ở đâu? Sao chị đi bộ về vậy hả chị? Nhà tôi ở xã Xuân Phước. Có người nhờ tôi đưa chị cái này. Cái gì vậy cô? Chị cầm lấy rồi kêu xe ôm về nhà đi. Chứ đi bộ biết chừng nào mới tới nhà. Ai mà tốt với tôi quá vậy cô? Người đó không muốn để cho chị biết tên. Thôi chị đừng có ngại, số tiền này chị cứ cầm lấy đi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô cho tôi gửi lời cảm ơn người đó nữa nha cô. Được rồi, chị đi chút nữa là tới tiệm hớt tóc. Ở đó có xe ôm đó chị. Dạ, cảm ơn cô. Thẩm phán Nhàn trình bày tiếp đi. Nguyên đơn lập một giấy tay nhận chuyển nhượng của bị đơn một phần đất có diện tích là 5.000 m², với giá 300 triệu đồng. Sau đó bên bán đổi ý, không bán nữa, cho nên bên mua khởi kiện. Nguyên đơn yêu cầu như thế nào? Yêu cầu bị đơn phải trả lại tiền cọc là 50 triệu đồng và bồi thường thiệt hại 200%. Giá trị số tiền đã nhận là 300 triệu đồng. Nếu không thì phải thực hiện đúng hợp đồng. Số tiền cọc ở đây là 50 triệu đồng. Tôi thấy nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải bồi thường 300 triệu đồng là không có cơ sở. Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn không có sự dứt khoát, vừa yêu cầu trả cọc và bồi thường thiệt hại, vừa yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng. Thẩm phán Nghĩa thấy sao? Tôi thấy cần xác định cho đúng quan hệ pháp luật thì mới có đường lối giải quyết vụ án. Tranh chấp hợp đồng đặt cọc hay là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy, nguyên đơn phải xác định cụ thể yêu cầu của mình. Đúng vậy. Vậy thì thẩm phán Nhàn cứ theo hướng đó mà làm, xúc tiến ngay đi. Vụ án này sắp hết thời hạn chuẩn bị xét xử rồi, không khéo là quá hạn lục đỉnh đó. Dạ. Mời vô. Xong việc rồi hả? Ừ. Chuẩn bị xử hả? Ừ. Ngày mai. Dân hay hình? Hình. Cướp giật tài sản. Mấy tên này mà tôi gặp ngoài đường là biết tay tôi. Hèn gì ông có biệt danh là Nam Hiệp Triển Chiêu. Thấy chuyện bất bình thì bực thôi. À, nghe nói nhà ông có vườn cao su 1.000 hả? Cũng không 1.000, nhưng đủ yên tâm, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Vậy thì quá hay rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha cháu. Dạ con chào bác. Mới tới đó hả? Dạ. Ngày nào bác cũng đẩy sạp báo nặng như vậy á, con thấy không được đâu. Hay là bác đừng bán báo nữa. Không sao đâu con. Con vậy chứ cũng kiếm được chút đỉnh đó. Trả tiền điện tiền nước, đỡ đần cho con Trâm được phần nào.
Bộ con với con Trâm hai đứa còn giận nhau hả? Bác chỉ mong hai đứa hiểu và thông cảm cho nhau thôi. Dạ, con đã suy nghĩ rất là nhiều, nhưng con không làm sao tìm được câu trả lời. Vì sao Trâm có thể đi làm xa như vậy và để bác một mình? Bác chỉ con mình nó à. Nó mà đi rồi bác cũng buồn lắm chứ. Kìa, con Trâm nó về tới rồi kìa con. Dạ. Má. Ừ. Anh tới lâu chưa? Anh cũng mới đến hả? Thôi, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Má vô nấu cơm. Ở lại ăn cơm với bác luôn nghe. Vậy má nấu cơm cho anh Tuấn luôn nha. Anh dắt xe vô nhà đi. Con nó sắp về tới rồi, em đừng có ngóng nữa. Em nhớ con quá anh à. Không biết nó có bị sụt ký không nữa. Em làm gì trên đó người ta bỏ đói con em vậy? Ý em là con mình nó chưa có quen, công việc là vất vả nữa. Thằng Nghĩa là người đàn ông bản lĩnh, em đừng có lo những chuyện giặt giảnh như vậy. Anh với con nó giống y hệt nhau à. Nhưng mà em không lo sao được chứ. Tối nay em có làm món gì ngon để đãi cho con không? Có, em làm nhiều món lắm. Thôi, để em vô làm cho xong nha. Ừ. Vậy mà không thèm điện thoại cho mình luôn. Con ăn nhiều vô đi, má thấy con ốm đi rồi đó. Con vẫn vậy mà. Cái mặt hốc hác như vậy mà còn nói là không ốm nữa. Thôi, ốm hay không ốm thì cũng ăn nhiều vô cho má con vừa lòng. À, dạ. Anh không hỏi gì về công việc của em sao? Anh đã biết rõ rồi, còn hỏi để làm gì chứ? Bây giờ em không còn phải làm gì cả tối nữa đâu. Vậy sao? Người dân trên đó chấp hành tốt pháp luật, cho nên không còn tranh chấp hay là phạm tội nữa à? Không phải vậy. Cơ quan em có thêm một người mới, nên công việc nhẹ bớt một phần. Vậy thì chúc mừng em. Công việc kinh doanh của anh vẫn tốt chứ? Cũng có vài rắc rối, nhưng không sao đâu, em đừng lo. Rắc rối gì vậy anh? Chỉ là trục trặc trong việc thực hiện hợp đồng thôi. Đã thương lượng chưa? Rồi,
nhưng mà không có kết quả. Nghe đâu là bên kia đã đưa đơn ra tòa rồi. Sao lại tới mức đó? Anh đưa hợp đồng em coi. Thôi em đừng có lo, sẽ không sao đâu mà. Vì người vi phạm hợp đồng là bên kia, chứ không phải bên công ty của anh. Sao mà không lo được? Anh cho em coi hợp đồng đi. Công việc của con sao rồi? Dạ, nhiều lắm ba. Con mới về cho nên cũng chưa làm gì được nhiều. Con đừng có gấp gáp. Cái gì thì cũng phải có thời gian. Dạ. Công việc của ba vẫn ổn chứ? Vẫn bình thường, vẫn vậy. Nè, con có bận gì cũng phải thường xuyên gọi điện về cho má con đó. Dạ, để con vô trong với má một chút. Ừ, con vô đi. Dạ. Má. Con về mà không đi chơi với con Mai sao? Hôm nay là chiều thứ sáu mà. Tụi con gặp nhau lúc khác cũng được. Con đi làm xa, cả tuần rồi hai đứa không gặp nhau. Vậy mà con không sợ con Mai nó giận hả? Con biết cách giải quyết mà má. Má đừng có lo. Để con đấm lưng cho má nha. Thôi được rồi. Má vẫn còn giận ba với con hả? Giận thì có thay đổi được gì đâu. Má chỉ buồn thôi. Có mỗi thằng con trai mà cũng không được ở gần. Từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có cháu để nói dỗi. Theo điều khoản trong hợp đồng, khi bên kia hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đợt 1 thì công ty anh mới triển khai đợt 2. Theo chứng từ thanh toán thì bên kia chậm thanh toán 20 ngày. Như vậy, vì công ty anh chậm tiến độ xuất phát từ lỗi của bên kia, cho nên không thể buộc bên anh bồi thường thiệt hại được. Như vậy là bên anh sẽ thắng kiện đúng không? Đúng rồi. Nhưng em thấy trong hợp đồng này có nhiều kẽ hở, dễ dẫn đến tranh chấp lắm đó. Ví dụ như hai bên không thỏa thuận rõ đồng tiền thanh toán là tiền nào. Sau này khi soạn thảo hợp đồng, anh chú ý đến vấn đề này. Nếu không khi có tranh chấp sẽ rất khó cho cả hai. Em nói thì anh mới giật mình. Vẫn còn vài hợp đồng vẫn chưa thống nhất về điều khoản này. Bây giờ phải làm sao đây? Theo em, hai bên cần ngồi lại với nhau để lập lại hợp đồng hoặc ký thêm phụ lục hợp đồng, thỏa thuận rõ vấn đề của hai bên. Liệu bên kia có chịu hay không? Em nghĩ là sẽ đồng ý thôi. Vì đây là điều khoản có lợi cho cả hai bên mà. Cảm ơn em. Nghe em nói mà anh như trút được một gánh nặng vậy. Em xin lỗi. Sao em lại xin lỗi? Vì thời gian qua em đã không quan tâm và tư vấn cho anh, để dẫn đến những rắc rối không đáng có. Cũng là lỗi của anh mà. Thôi em về. Đi em. Thank you.
Trâm à, em à, từ nay mình đừng giận nhau nữa nha. Cả tuần qua anh thấy khổ sở và bất an lắm. Chỉ một điều kiện. Điều kiện gì em? Anh không được bắt em phải bỏ nghề nữa. Bún, em vô nhà đi. Anh ngủ ngon nha. Em ngủ ngon. Cậu đã nghiên cứu hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Thu Hồng phạm tội trước mại dâm chưa? Em vừa xem xong. Thấy có vấn đề gì không? Dạ không, rõ rồi. Nhưng sao anh? Tôi định đưa vụ án này đi xét xử lưu động. Cậu coi lên lịch tháng này kịp không? Em thì được rồi, nhưng mà không biết địa phương có trở ngại gì hay không. Thì ông Danh chủ tịch xã có công văn yêu cầu chúng ta đưa vụ án này về địa phương xét xử mà. Chỉ cần mình quyết định xử ngày nào là được. Tuần này có lịch đi xác minh. Em sẽ kết hợp làm việc với các anh ở ủy ban xã. Rồi thống nhất ngày xử luôn. Quyết định vậy đi. Tôi đi ha. Nè, nguyên đơn tới chưa? Dạ chưa anh. Trời đất ơi, hơn 9 giờ rồi mà nguyên đơn còn chưa tới. Điện thoại coi, có tới hay không, đặng tôi còn tính chứ. Kìa, tới kìa. Tôi mời ông 8 giờ để tiến hành đo đạc. Bây giờ hơn 9 giờ ông mới tới là sao? Bao nhiêu người ở đây chờ một mình ông có biết không? Thẩm phán thông cảm. Tôi ghé quán nhậu, dặn em Út làm vài món đặc sản, nên đến trễ. Đo toàn bộ khu rừng tròi này. Dạ. Rồi áp vào bản đồ. Dạ. Xem nó thuộc thửa đất nào. Dạ. Và diện tích thực tế là bao nhiêu. Dạ dạ. Chỉ đo miếng này thôi đúng không anh? Anh dẫn em đến chỗ đó đi. Đi đi đi. Vô. Vô đi. Có mọi người nghe. Ví dụ này xin phép mời thẩm phán, coi như là tạ lỗi sự chậm trễ của sáng nay. Không, ông tự xử lý này đi. Coi như là tôi phạt ông đó. Lần sau còn trễ nữa tôi quỷ không có chờ đâu đó. Ok anh Thạch, anh chứng kiến em uống hết đây này nha. Anh này.
Tú. Dạ chú. Cậu Nhàn đâu? Sao con đi về một mình vậy? Dạ, anh Nhàn đi uống cà phê với mấy người bạn, còn con về trước. Giờ làm việc mà đi uống cà phê là sao? À, thôi anh uống không uống nữa rồi. Về sao lại về? Ông xỉn rồi, bây giờ ông về ông làm được cái gì? Đúng rồi đó, đúng là xỉn rồi đó. Tôi sẽ đưa ông đến chỗ này massage, gội đầu, thư giãn cho tỉnh táo. Đã chơi rồi chơi cho tới bến luôn. Đúng rồi, tới bến luôn. Vô vô. Ok nè, đây vô vô. Các cậu tới rồi. Dạ anh. Chào anh, chủ tịch đang chờ trên phòng. Mình lên luôn đi, xin mời. Vụ án này á, cậu đưa về đây xét xử là đúng ý chủ tịch rồi đó. Địa phương cái yêu cầu mà, đâu dám từ chối. Tôi hỏi thiệt ông nha, ông có ân quán gì với bị cáo trong vụ này không? Sao lại hỏi vậy? Tôi định mời ông ngồi ghế hội thẩm, sợ trong lúc xét xử bị cáo khai là có quan hệ với ông thì mệt lắm à. Ông vừa phải thôi nha. Thú thật là tệ nạn mại dâm ở địa phương gần đây hết sức là phức tạp. Các hoạt động trá hình với các vỏ bọc, nào là nhà nghỉ, quán cà phê, tiệm cắt tóc, massage gội đầu. Hễ phá được chỗ này thì chỗ khác mọc lên. Chúng tôi muốn các anh đưa vụ án này về địa phương xét xử nhằm để giáo dục, tuyên truyền và răn đe. Vụ này á cần phải xử thật nghiêm. Tất nhiên rồi. Các anh có cần chúng tôi hỗ trợ thêm gì không? Cần một nơi đi xét xử, một nơi để nghị án, lực lượng lo bảo vệ, lo âm thanh. Chuyện nhỏ. Thôi, mình hãy đi xem đi. Các anh thích chỗ nào thì mình làm chỗ đó. Alo. Anh Thanh à, tôi Dũng đây. Tôi nghe đây. Tôi có chuyện này muốn nói với anh để anh tìm hiểu. Coi sao uống nắng lính của anh nghe không? Nếu không hay là... Có chuyện gì anh cứ nói. Tôi nhận được thông tin từ lực lượng an ninh báo là lính của anh thường xuyên quan hệ với những thành phần bất chính. Tôi không muốn sau này phải điều tra lính của anh. Cho nên tôi... Ông nói rõ hơn được không? Là thẩm phán nhà để đi ăn nhậu với những thành phần bất chính. Dạ chú gọi con. Ừ, cậu vô đây. Cậu nhà đã về chưa? Dạ chưa chú. Sáng nay thầy trò cùng đi công tác, tại sao lại không cùng về? Nói thiệt cho chú nghe coi. Dạ, hồi sáng này sau khi đo đạc xong á, thì anh Nhàn hẹn với bạn ảnh, còn con về trước. Người đó là người nào? Dạ con cũng không biết nữa. Gọi cậu ấy về, gặp chú ngay. Dạ. Liên lạc không được chú ơi. Thiệt bực quá. Thôi, cậu về làm việc đi. Dạ.
sao mình không về cơ quan mà mình đi đâu với anh? Ghé nhà anh một chút. Dạ. Cậu nói đi, những thông tin đó là sao? Ai cũng có những mối quan hệ. Việc tôi đi nhậu với ai cũng là điều bình thường thôi. Một thẩm phán mà quan hệ với tên cò án thì cho dù cậu có thanh liêm, người ta cũng sẽ nghĩ không tốt về cậu. Người ta nghĩ gì là quyền của họ. Tôi không muốn quan tâm. Tôi quan hệ với ai, mục đích gì thì bản thân tôi tự hiểu rõ. Tôi nói để cậu thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Còn nghe hay không là tùy. Nhưng cũng nói trước, tôi sẽ không khoan nhượng cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đâu. Cậu về làm việc đi. Không khoan nhượng thì làm gì được tôi? Đẩy cửa vô. Dạ. Phải nhà anh không? Tôi đi. Anh vô trước đi. Để em đi thằng Hùng về nấu cơm. Rồi. Tao nghe nè. Chiều nay mày nấu cơm giùm tao nha. Tao đi công tác với anh Dương, về trễ một chút. Biết ngay mà. Tao nghe mày gọi là biết nhờ giả rồi. Mày mốt tới lượt mày, tao nấu lại cho, nghe. Ừ, mày nói phải nhớ đó. Ok. Tao đứng lại với keo như sơn. Anh hai. Ừ. Anh đi công tác rồi ghé về luôn hả? Ừ. Đây là Hạnh, em gái của anh. Còn đây là Vũ, làm cùng cơ quan anh. Chào. Dạ, em. Chào anh. Anh hai. Ừ? Anh ăn cơm rồi hẳn đi nghe, để em nấu. Thôi, anh đi liền. À, ở ngoài vườn trái cây nhiều lắm. Vũ với Hạnh ra hái lên trển cho mấy đứa nha. Dạ. Đi anh. Cái này thì anh thua. Em biết không, hồi trước anh mới làm cầu thủ bóng đá, nhưng sút á thì không vô lưới, mà anh giữ khung thành á thì không bắt được banh. Bởi vậy anh mới làm cán bộ tòa án nè. Sao anh không chịu nói sớm? Thôi, cho anh thử lên một lần nữa nha. Dạ, kia kìa anh. Đâu? Đó. À, anh thấy rồi. Nhiều quá trời luôn. Thank you.
anh hai. Công nhận trái cây nhà mình ngon thiệt. Sao không hái nhiều nhiều về cho tụi nó ăn với? Bao nhiêu này đủ rồi anh, cho tụi nó dành nhau mới vui. Vô kiếm cái túi đựng đi. Dạ. Anh hai, anh còn tiền xài không? Anh về đây là biết rồi, còn phải hỏi. Em quên, gần cuối tháng rồi mà. Anh nè, cuối tuần này á sẽ bỏ phân cao su, anh về phụ em nha. Con nhỏ này. Cuối tuần anh không về á thì đi đâu? Mà em kêu công được chưa? Dạ rồi. Ừ. Anh hai đợi em xíu nha. Mình đi được chưa anh? Ừ, đi. Dạ, em ra trước nha. Anh đi nha, cuối tuần anh về. Mày làm gì mà kêu réo um sùm vậy? Tụi bay rửa chén thì mới có chén ăn cơm chứ. Hôm nay đến ca mày rửa chén mà. Nhưng tao nấu cơm cho thằng Vũ rồi. Nó đi công tác với anh Dương về trễ. Tao nấu cơm thì hai tụi bay phải rửa chén chứ. Chánh, mày rửa chén đi Chánh. Mày rửa giùm thằng Phụng đi rồi bữa sau đến lượt mày rồi nó rửa giùm mày. Ủa sao mày không rửa mà kêu tao? Trời ơi thôi đi, để em rửa cho. Có mấy cái chén mà hai anh cứ tặng nhau hoài à. Đây, để thủy rửa là hợp lý nhất. Hay quá ha. Ủa giỏi băng cao. Quấy. Dạ. Cái chén này của thằng Chánh thằng Tú á thì em đừng có lau. Để tụi nó ăn chén ướt đó, bỏ cái tật làm biến. Ủa gì kỳ vậy? Bữa nay đâu phải ca trực của tao với mày mà tự nhiên bị chửi làm sao? Tao cũng đâu có hiểu đâu. Tao chửi tụi bay á vì tụi bay không chân thành giúp đỡ nhau, hiểu chưa? Hả? Ờ, hiểu rồi. Rửa cho sạch nha. Anh về trễ về thẩm phán. Ừ, thì anh cũng mới nghỉ đó thôi. Sao bữa nay nhiều món quá vậy? Xin bảo đại nhân cho ý kiến. À, chà, có gà quay nữa à? Kính thưa bao đại nhân, đây là món gà quay do Chiến Đại Hiệp mua trên đường đi công tác về. Xin mời bao đại nhân và mọi người cùng thưởng thức. Và có thêm một số món nè bao đại nhân, đó là canh mướp nè, rồi là thịt heo xào cải chua nè, và cá sốt cà nè, và đây là món... Thôi 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 rồi, bao chuẩn ta đói lắm rồi. Thôi, đây nữa, mọi người ăn đi. Ăn đi. Gà quay mua chỗ này ngon lắm, mọi người dùng thử nha. Phải ăn thiệt thôi. Cảm ơn. Chưa mày ăn thử đâu, đói bụng lắm rồi. Vết tiêu rồi. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Mồi ngon như vậy mà không có rượu là đâu có được đâu, phải không chú Thành? À, phải rồi. Con nhỏ này chỉ được con cái nói đúng. Chánh. Dạ. Ừ. Rồi ăn đi. Đây.
rót ly coi, nhanh đi. Ngon quá. Nè, từ từ thôi. Tao trước. Nè, nè, nè. Mời mọi người nâng ly. Vô. Xin mời. Vô. 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 À, việc liên hệ xét xử lưu động sao rồi Dương? Xong rồi. Địa phương họ sẽ hỗ trợ hết mình. Văn hóa thông tin họ sẽ truyền thanh trực tiếp trên các hệ thống loa của toàn xã. Thì tốt rồi. Dạ. Thôi, liên này anh với chú. Dạ. Chúc cho buổi xét xử thành công tốt đẹp. Cảm ơn anh. Em, ly này em mời em. Dạ. Nè, giờ còn một ly nè, em muốn mời ai thì mời đi. Cạn thì cạn, sợ gì? Vũ ơi, đã đánh bài mày. Thôi, tụi bay chơi đi. Tao không chơi đâu. Ủa sao vậy? Tao có công chuyện rồi. Thôi, nó không chơi thì ba đứa mình chơi đi. Hết dán cái đã. Từ từ mày,